Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của lão nông làng Nhơn Nghĩa, làng tôi với bác Hồ, đón nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của đông đảo khán giả. Tuy nhiên trong đó cũng có những ý kiến ngược chiều. Một khán giả đã bình luận rằng đó là nơi Việt Cộng nằm vùng. Vậy, ở miền Nam Việt Nam, có bao nhiêu địa danh Việt Cộng nằm vùng như vậy? Uyên Uyên Việt Nam xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyện làng Tỉnh Thủy, một làng nhỏ thuộc Tam Kỳ, Quảng Nam, bài viết của tác giả Phạm Thông. Hồn nhiên cách mạng. Ba Tùng đi bộ đội vệ quốc vào chiến trường cực Nam mấy năm trời, tháng 5 năm 1954, bị đau nặng, mất sức chiến đấu, về quê an dưỡng. Khi có lệnh tập kết, ông còn quá yếu, không thể lên thuyền cùng với những người trong làng, trong xã vào Quy Nhơn để ra miền Bắc, đành ở lại quê nhà. Người vừa khỏe lại, Ba Tùng lập tức cùng với những người kháng chiến còn lại ở làng Tỉnh Thủy đi vận động nhân dân, lấy chữ ký kiến nghị hiệp thương. Nhưng tính tình ông nóng nảy, không thích hợp với phương thức đấu tranh mới, vừa bí mật vừa bất bạo động này. Ba Tùng làm và nói ồn ào, không sợ gì bọn tay sai, bọn phản động trong thôn xã cả. Năm 1956, trong cuộc trưng cầu dân ý của Ngô Đình Diệm, tại làng Tỉnh Thủy có nhiều phiếu gạch bỏ cả Diệm và Bảo Đại. Ngay ngày hôm sau, bọn lính từ Tam Kỳ về Tỉnh Thủy bắt Ba Tùng đang ngồi ăn cơm tối trong nhà. Nhìn thấy mười mấy thằng súng ống 55 trong tay kéo vào ngõ, ông thoáng nghĩ, bọn chúng mới giết đồng chí Hòe, đồng chí Bình, người trong làng, hôm nay có lẽ đến lượt mình đây. Ông vội đứng dậy, hai thằng lính cùng với tên Quảng, người Huế tản cư ở chợ Kim Thành, là đảng viên phản bội. Hắn biết mặt Ba Tùng, liền xông vào trọ trẻ hô, giơ tay lên. Ba Tùng lập tức đá tên Quảng, giật súng định bắn một loạt rồi cùng chết với chúng, nhưng chưa kịp lên đạn thì ba bốn tên khác đã xông vào khóa tay, dùng báng súng nện túi bụi vào người, chửi rủa ông là Việt Cộng ngoan cố. Chúng đưa ông về Tam Kỳ ngay đêm hôm đó. Dân làng Tỉnh Thủy dỉ tay nhau. Ông Ba Tùng manh động kiểu đó chỉ có chết, có người tỏ ra nghi ngờ. Thường cây cứng thì giòn dễ gãy, ông Ba Tùng không kiên trì chịu đựng, khai ra thì chết cả làng. Nhưng cũng có người tin tưởng vào khí phách của ông. Ba Tùng là tay cừ khôi đấy, Tùng cứng mà không giòn đâu. Những tên công an phòng nhì khét tiếng như Phận, Biểu, Mười Thược thay phiên nhau tra khảo chất vấn. Ba Tùng ngang nhiên trả lời: các ông thừa biết, trong 9 năm trước đây, dân Tam Kỳ người nào mà không học tập chính sách của Việt Minh và những điều khoản được ký kết trong Hiệp định Geneva. Họ biết nên tự động rủ nhau ký đơn đòi hiệp thương, không ai xúi giục và tổ chức cả. Những người đi tập kết miền Bắc đã bê luôn tổ chức đi rồi, làm chi còn tổ chức của Việt Minh ở đây nữa mà các ông hỏi tôi. Các ông nghĩ coi, nếu theo Việt Minh thì tôi thừa sức cùng với những người trong làng chạy ghe vào Quy Nhơn để tập kết ra Bắc, chứ còn đâu ở nhà để các ông bắt thế này. Còn việc phiếu của ai gạch cả ông Ngô Đình Diệm và ông Bảo Đại thì tôi làm sao mà biết được. Tôi không ở trong tổ chức nào cả và cũng chẳng biết tổ chức nào. Tôi chỉ biết đi làm biển để nuôi cha mẹ già và kiếm tiền xây dựng gia đình. Quanh năm suốt tháng ở cái làng Tỉnh Thủy, ai mà không biết tôi sống như vậy. Bọn chúng đánh đập Ba Tùng dữ dội suốt mấy ngày liền. Ông vẫn một mực cắn răng lặp đi lặp lại những lời đại thể như vậy. Không moi được tin tức gì ở ông. Trong một đêm mưa gió, chúng mở khóa xà lim, bịt mắt, đưa ông xuống bãi hoang, rồi dẫn ra sông Tam Kỳ. Chúng đánh ông mềm nhũn chân tay, bỏ vào bao tời sọc xanh, buộc miệng lại, thả sông. Khi chìm xuống nước, ông nín hơi vùng vẫy. May đâu điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đúng vậy, dây buộc miệng bao tời sụt ra, ông trồi lên mặt nước. Trời tháng 10 mưa tầm tã, nước sông Tam Kỳ chảy mạnh. Ông bơi vào bờ, dựa theo mé nước bỏ ngược lên phía cầu Tam Kỳ, quãng gần vườn nhà ông Vĩnh Mậu. Nằm ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ, người không có mảnh vải che thân, rét run cầm cập. Ba Tùng nghĩ, bây giờ biết đi đâu,
mà đi đâu thì cũng phải có mảnh vải che thân, chứ như thế này thì ai coi cho được. Trước khi bỏ vào bao tời, chúng đã lột hết quần áo của ông. Trời tối thui, chẳng biết đường nào lần đi cả. Khoảng 3 giờ sáng, có một ngọn đèn lóe lên. Nhìn kỹ biết đó là nhà dân. Ông bẻ lá che phần dưới người, ép mình bò vào phía bếp. Một người phụ nữ đang nhen lửa nấu cơm. Ông đánh động rất nhẹ, van nài bà ấy cho quần áo. Bà ta biết ngay là người thoát tù, liền nhỏ nhẹ bảo ngồi yên tại chỗ, sau đó vứt cho ông một chiếc quần đùi. Trong khi lên nhà trên lấy quần đùi, bà ta bấm nhỏ với ông chồng. Bọn biểu phận nhận được tin mật báo có người thoát tù đang nằm trong nhà một người ở sát bờ sông Tam Kỳ. Biết ba Tùng đang còn sống, trời chưa sáng, bọn chúng cho lính vây bắt ông trở lại. Chúng đưa ba Tùng về quận, đẩy vào xà lim. 3 ngày sau, lại lôi ra bịt mắt đưa đi. Lần này chúng thủ tiêu ông cho gọn nhẹ. Khi xe dừng lại, chúng giật khăn bịt mắt, hô: "Cho mày nhìn thế gian lần cuối." Ba Tùng thấy mình đang ở giữa bãi cát, ông thoáng nghĩ, có lẽ đây là bãi cát Kỳ Chánh. Thôi, mình không còn cái phước như lần trước nữa đâu. Ông đưa mắt về phía biển, rồi nhìn về phương Bắc có ngôi sao bắt đầu chỉ đường ông chạy ghe giữa biển khơi. Ông nghĩ tới mẹ già và nước mắt đàn ông lén chảy trong đêm tối. Chúng hất ông xuống một cái hố nông chèn, giương súng bóp cò. Nghe cái cắc, súng không nổ. Biểu chửi tục: "Đờ mẹ, mạng thằng này lớn thật, hai lần giết mà không thành. Thôi để nó sống, biết đâu sau này còn sử dụng được. Đưa ngay về, nhốt lại rồi tính tiếp." Từ đó, chúng không đánh đập ba Tùng, cho ăn ngon, dụ dỗ. Ông vẫn trình bày với chúng trước sau như một. Sau một năm ra tù, trở về tỉnh Thủy. Về làng, ba Tùng vẫn ăn nói ngang nhiên, chẳng sợ, chẳng nể mấy thằng ấp trưởng, ấp phó gì cả. Trong làng, mỗi lần trộn rộn có bắt bớ, quản thúc, thì ba Tùng là người đứng đầu. Mỗi lần bị bắt, tụi nó đánh ông như đánh cái mền rách. Ông kể lại với bà con đi làm biển cùng nghe: "Chúng đánh đập tra khảo đủ kiểu, tôi chịu đựng được hết. Khi chúng bóp dịch hoàn thì không thể nào chịu nổi, phải nói tứ tung, cho qua, rồi phản cung." Thế là chúng tức quá đấm đá túi bụi, nhưng còn đỡ hơn là bóp chỗ ấy. Vì tính khí của ông ngang ngạnh, những người hoạt động cách mạng trong thôn, trong xã không dám bắt mối. Về tình cảm xóm giềng thì mọi người đều rất quý ông, hiểu tâm trạng ông như con hổ bị nhốt trong lồng. Nhưng giai đoạn này ông thật sự cô đơn về lý tưởng. Chẳng ai dám cho ông biết một cách chính thức về tin tức cách mạng. Ông đã phải sống trong cái cảnh mù tịt tin tức như vậy trong gần chục năm trời. Và ba Tùng rất muốn khua chân múa tay trong cái cảnh tăm tối ấy, nhưng chẳng biết bước về hướng nào, đấm về phương mô. Vào những ngày cuối tháng 7 năm 1964, cách mạng đã có cơ sở hầu hết trong các thôn ở xã Kỳ Anh. Khí thế đồng khởi đang dâng cao từ miền núi đến đồng bằng, kể cả các xã ven biển Quảng Nam. Bọn tề ngụy địa phương bí mật lên danh sách sát hại những người tình nghi, đảng viên cũ. Tất nhiên, ba Tùng là người đầu sổ. Được những người có cảm tình với cách mạng nằm trong hàng ngũ địch báo tin, ba Tùng chạy lại nhà bà Phẩm, người hàng xóm. Xưa nay ông có cảm giác bà là cơ sở cách mạng tại thôn Tình Thủy. Ông nói như bắt đền: "Chị chỉ đường cho tôi gặp cách mạng, tôi phải thoát ly thôi. Chúng nó bỏ bao tời tôi lần nữa là vợ con tôi bắt đền chị đấy." Bà Phẩm biết thời điểm Kỳ Anh đồng khởi sắp đến rồi, cho ông biết tổ chức lúc này là thích hợp, bà cẩn thận: "Anh cứ đi làm biển đi, chiều mai về sang tôi sẽ nói chuyện với anh." Chiều hôm sau, ba Tùng được bà Phẩm chỉ dẫn. Anh xuống sông Trường Giang, khúc chỗ nhà ông Đề, bơi qua bờ bên kia, lần theo đường mương vào Gò Đu, đâm thẳng qua đình Ngọc Mỹ, ở đó sẽ có các ông đến đón anh. Ba Tùng từ biệt vợ con trong đêm vắng, thoát ly làm cách mạng. Sau đó chỉ một tháng, Kỳ Anh được giải phóng hoàn toàn, ba Tùng trở thành chiến sĩ cách mạng gan dạ vô song. Từ năm 1964 đến năm 1968, ông làm giao liên, phụ trách tuyến đường Đông Bắc Tam Kỳ, một tuyến đường nguy hiểm nhất của huyện. Lúc này các đoàn cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong vượt qua đường 1, nơi địch thường xuyên phục kích,
thì phải bám chặt Ba Tùng. Thế đấy, anh hùng cũng phải có thời thế mới tỏ rõ được. Qua vùng địch hậu mà Ba Tùng dẫn đường thì mọi người rất tin tưởng. Ba Tùng không còn cô đơn lý tưởng nữa, ngược lại, ông là chỗ dựa cho mọi người khi họ phải vượt qua những chặng đường nguy hiểm. Trong 4 năm làm giao liên, ông đã đưa hàng vạn lượt người lên xuống vùng đông, đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Ba Tùng là cây tùng hiên ngang trước bão táp, là mẫu hình của sự hồn nhiên cách mạng, là hình ảnh dọc ngang trời đất của người dân biển quê tôi. Thế nhưng, cuộc chiến vô cùng khốc liệt, mạng lớn cũng không qua nổi. Vào một buổi sáng mùa hè năm 1968, trong một trận càn quét ác liệt của địch, Ba Tùng bị chúng vây chặt giữa nống cát Tân Thái, Kỳ Anh, và ông đã vĩnh viễn nằm xuống ở đó.